Hai vừa qua thì Google và trang mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới là YouTube vướng phải một vụ tai tiếng không nhỏ. Hàng trăm doanh nghiệp đồng loạt là cắt hợp đồng sau khi phát hiện lâu nay thì quảng cáo của mình đã bị phát cạnh video của các phần tử cực đoan. Thiệt hại về kinh tế với Google và YouTube chỉ là một phần của vấn đề. Điều không ít người quan tâm là làn sóng tẩy chay có liệu có làm thay đổi về thị trường thị phần quảng cáo hay không? Thì hãy đến với những đánh giá từ thị trường của Anh, nơi châm ngòi và cũng là nơi làn sóng tẩy chay này vẫn diễn ra một cách mạnh mẽ. Theo số liệu mới nhất công bố trên tờ Người Bảo vệ The Guardian, tiền chi cho quảng cáo trực tuyến qua Internet ở Anh đã lần đầu cán mốc 10 tỷ bảng vào năm ngoái 2016. Góp phần quan trọng vào đó là việc quảng cáo qua các video xem từ thiết bị điện thoại di động đã tăng gấp đôi trong năm. Và chi tiêu của các doanh nghiệp cho quảng cáo trực tuyến cũng tăng 17,3%. Tờ độc lập Independent nhận định số liệu này chỉ khẳng định rõ thêm một điều. Tại Anh, đây vẫn tiếp tục là thời của quảng cáo số, đặc biệt qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thời báo tài chính Financial Times sâu chuỗi vấn đề với vụ tai tiếng mới hơn tháng trước của Google và YouTube và đặt câu hỏi, sự việc này liệu có thể ảnh hưởng tới phân chia lại thị phần các hình thức quảng cáo tại Anh? Đại diện một trong những tập đoàn quảng cáo hàng đầu thế giới, ông Michael Roth từ Interpublic trả lời rằng khó có chuyện này. Dự đoán phân khúc quảng cáo số năm nay tại Anh sẽ tiếp tục tăng trưởng 15%, cao gấp đôi tốc độ tăng của thị trường quảng cáo nói chung. Một dự đoán độc lập khác cho biết, trong phân khúc quảng cáo trực tuyến, Google và Facebook sẽ chiếm khoảng 60% thị trường. Phân tích trên thị trường Anh, các chuyên gia cho rằng chuyện rút quảng cáo khỏi YouTube và Google khó có thể là xu hướng lâu dài. Chừng nào các nền tảng quảng cáo này vẫn là lựa chọn tối ưu về tiếp cận người tiêu dùng và lợi ích kinh tế, doanh nghiệp vẫn khó có lựa chọn nào khác. Tuy vậy, theo một nhan đề khác trên tờ Financial Times, thời gian vài tuần khó khăn với YouTube và Google vừa qua cũng là cơ hội để không ít kênh truyền hình và các hạ tầng ứng dụng số khác kêu gọi khách hàng cho mình. Chất lượng nội dung là vũ khí các kênh truyền hình đưa ra. Ước tính năm 2017, doanh thu của Google có thể thiệt hại khoảng 750 triệu đô la Mỹ vì vụ việc này. Financial Times nhận định, dù ít dù nhiều, đây vẫn là một giai đoạn mà cơ hội vàng được trao về tay truyền hình và các đối thủ khác trên thị trường. Đặc biệt, lại vào thời điểm này, thời gian ký 2/3 giá trị hợp đồng quảng cáo của cả năm. Thị trường quảng cáo ngày càng mở rộng, thể hiện qua số liệu tăng trưởng hàng năm, nhưng mà tốc độ phát triển của mảng quảng cáo số thì luôn cao hơn nhiều so với sự mở rộng chung. Cái bánh dù có to ra hàng năm, nhưng mà miếng bánh cắt chia cho quảng cáo số thì cũng ngày càng to ra, chứ không giữ nguyên tỷ lệ. Thời điểm này, Google vẫn chưa ra khỏi lùm xùm, dù đã làm nhiều cách để thuyết phục khách hàng. Không ít đối thủ của hãng này vẫn đang tranh thủ lấp vào những khoảng trống được bỏ lại trên thị trường. Nói là tranh thủ, vì kể cả như là ở Anh, nơi châm ngòi cho đợt tẩy chay, thì người ta vẫn cho rằng đây chỉ là cú sẩy chân nhất thời, không làm ảnh hưởng nhiều đến thị phần trên ngành quảng cáo nói chung. Phương Huyền, phóng viên truyền Việt Nam từ London, Anh.